Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Vicky Nguyễn. Hiện giờ mình cùng cậu và dì đi lên lãnh hàng mình gửi về trước khi mình về Việt Nam một tuần đó mọi người. Tại vì nhiều đồ quá nên mình phải gửi trước 3 kiện. Hôm qua là mình về tới Việt Nam, là ra xe với gia đình đó là bên nhận hàng á, người ta gọi, ta nói là cái thùng đồ của chị về rồi. Mà để tới ngày mai là mới nhận được, là ngày hôm nay. Về lúc sáng rồi mà để chờ chiều đi cho mát. Giờ lát con ôm. Bên gì bảy lát con ôm cũng được. Hay là đi lát đi về chạy ra lại nữa. Tại người ta xớt ra để cho mình rinh dễ. Về Việt Nam cũng hơn tuần nữa mọi người, mà giờ mới có thời gian khui vali nè. Cái nhà này lúc trước là làm internet á, tiệm internet á, nên cái nền nó hơi bị dơ dơ, nên vậy tại cho khách mang dép vô, mang giày dép vô trong nhà luôn. Chứ không phải anh em nó ở dơ nha. Mấy bữa về là khui vali lấy sơ sơ đồ ra xài thôi. Này giờ đồ của mấy cậu với lại cái gia đình chia nhau. Khánh ơi, em có lấy rổ không? Cậu Út lấy rổ đi. Mắc cỡ nha chàng. Cái nào của em để qua bên chị? Cái nào của cậu sáng để chồng qua bên, nó dỗ rồi đấy. Lấy rổ chàng ơi. Có mới đồ mấy đứa em nó order bên đây nữa mọi người. Dừa sáp rồi muối tôm. Rồi bữa mua ở sân bay mấy hộp bánh cũng chưa có kịp khui nữa. Cái đen đen trên là cái trái ô môi. Đồ đi học đó con, nó sợ rồi, chết rồi, nó sợ rồi. Sợ rồi, rồi ve kìa, ne kìa. Sợ rồi. Không chịu. Rồi rồi chịu rồi. Con nít mà. Gì vậy? À dớ. Quá em bể á, lắc đầu mà lấy kỳ vậy. Lắc đầu mà lấy, ngộ vậy. Có tiền. À, coi, đưa chị vậy, vậy. Chị đưa đưa coi nó thử coi, bỏ vô ba lô. Rồi bỏ vô thiệt cái mẹ ăn ờ. Biết cái bộ. Lấy luôn. Ừ lấy hết luôn rồi. Ạ chưa? Ạ. Bên đây ạ. Vô bên đây lại. Mê rồi. Lấy nè. Ờ dắt cổ. Dắt cổ. Dắt cổ. Đen đó ơi. Sai em à. Sao? Cái đó coi cho ông Bí. Đâu bao nhiêu đâu. Khánh. Khánh. Đóng đồ đó hơi chật rồi, em lấy chỗ khác đi. Tính kỹ ghê nha. Lát đếm cho mấy giỏ nha. Chưa chậu chuối gì gom kìa. Vali kìa em.
Ba cái thùng này là hôm bữa mình đi ra, mình ra cần xe mình lấy nè mọi người, gửi về trước. Ở ngoài sân bay thì họ tính theo từng kiện, mà mỗi kiện vậy là cái hãng Eva mình đi là rẻ nhất là 150 đồng một thùng là một kiện đó nha. Còn này mình tổng cộng mình gửi 3 thùng, họ tính ký cho mình, tính ra hình như có 200 mấy hay không chị Lê, nhớ 200 mấy, 100 mấy thôi nè, 200 mấy, gửi thì nó rẻ hơn đó mọi người. Con đi đường đó quá không á, nghe nó nói kìa, cho đi cái rồi nằm luôn một chỗ. Quà Việt Nam, quà Việt Nam chỉ có nhiêu đây thôi mọi người, đơn sơ rồi quần áo. Bé tắt nhỏ bớt đi, nhỏ bớt con kỳ quá à. Quần áo với lại thực phẩm chức năng, dầu, thức ăn, giày dép. Này là đóng đồng hồ với lại mắt kính mình mua cho mấy cậu. Con ra con không đóng cửa phòng lại biết. Sợ quay vô rồi nè. Đóng lại rồi. Hí hí thôi Thúy ơi, ngợp á. Ủa cà, em nó còn thức không? Vừa ơi, vừa, cho con nó này vừa. Vừa ơi, dép nè con. Mềm hả? Ôi chú cha, ừ. Cà. Nè, ra cô Liễu cho nè. Tèn, 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 tèn. Đó, đẹp không? Nè, nè, bên cô Liễu nè, bên ông Út có đồ nhỏ. Nè. Nè. Trời ơi, thơm không? Trời ơi, gia đình tính toán dễ sợ luôn vậy. Ạ đi, khoanh tay ạ lại cho, khoanh tay ạ lại. Cà làm biến rồi. Ở vậy thì không có đèn. Nè. Đã múc cắt luôn rồi. Múc cắt nè. 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 Ai đi múc cho. Không mà như đôi kia nó ấy hơn kìa, đôi croc á. Đâu bữa có muốn chi nữa không đâu. Hả? Nó thích, nó chọn cái đôi kia mà. Đứng nó sợ, nó chọn thấy đi lựa đôi nhỏ size nhỏ cho nó. Cái bí trong lấy thằng rồi bí ơi. Dạ. Khui mấy cái vali với lại 3 thùng đồ. Tới giờ 10 giờ mấy tối rồi mọi người. Giờ ban đại đại sơ sơ thôi. À, tới giờ ngủ bé nó là. Rồi cậu đọc hộp đi. Rồi, đọc hộp đó. Đồng hồ nha. Ngồi xuống nàng vàng, ngồi xuống đi. Dạ bỏ thôi. Hai cái này chở bạn vậy à, của cậu chính với lại cậu Út cậu á. Nhích nhích vô đây để đôi dép, luyện đôi dép đại vô luôn đi, đôi dép màu vàng đó luyện vô đó. Cậu xích vô không thôi con quay chính cái kệ giày của con Khánh kìa. Cậu chính của Út đúng không?
Để làm thùng vali luôn. Chàng ơi. Đâu, ở đây mà. Đâu, để đây này cho tôi thấy. Con đâu quay dính đâu. Thôi. Biết mở không ạ? Biết chứ. Này đồng hồ cặp. Cái nắp kìa. Biết mở đó. Hay quá. Rồi. Một cặp là một hai cái một màu không? Một kiểu một mẫu luôn. Vậy là tặng này tặng bạn trai. Cậu Sáu với lại cậu Tư Tèo. Xin lỗi cậu, con không biết tên cậu, tên trong khai danh của cậu. Tèo nói lại Tèo coi lái ghen ghen tình rồi đó. Cậu ơi. Kỹ ghê. Ba cậu Tèo con bà ba bên phía ngoài. Cũng cặp mà mở chi. Cho ta thấy hai cái được chứ. Đó. Mai kêu đeo chung à. Cái này là của kêu là gì phi công á. Mà phi công ai mà đeo cái này đâu giờ. Cái này mới là độc nè. Cái này là mình mô phỏng bình ga, bình oxy hết ta. Bình oxy lặn á mọi người, bình ga lặn á. À, mở biết mở không? CDN. Đó, nó đơn sơ thôi mà cái này đó, hình như mở như vậy thôi à. Wow. Đó, chạy đồng hồ quá. Cậu lật ngược lại đi, ngã ngửa nó ra. Đừng nó không biết lấy ra nha. Bây giờ này. Tới giờ ngủ mọi ai cũng bơ phờ. Rồi để mình xuống. Trời ơi, phải kêu diễn nữa nha. Rồi mở ra. Tháo ra. Tặng cho ai này, tặng cho ai. Đi đeo vô. Đeo vô. Đeo vô. Sao biết cái ốp vàng. Kỳ ghê nha. Cứ mở không á chàng. Cái nhà nhỏ để đồ tùm lum cho mọi người ban chỗ đi, có chỗ quay á, mọi người thông cảm giùm nha. Đẹp không? Đẹp quá đẹp. Đẹp không? Cái này dạng đồng hồ này là xài năng lượng, đeo ngược à. Phải không? Đúng rồi, vậy đúng rồi. Xài bằng năng lượng nên chỉ ra ánh sáng là nó sạc pin luôn, tự động luôn, mình không có cần thay. Tại mỗi lần lúc trước không biết đó mọi người đem về á, bà xài bằng pin, lúc đó xài bằng pin mấy năm trước lận rồi. Cứ mỗi lần đi thay pin đó là vô nước là uổng. Mắc ký đi ba cặp mua giống nhau hết. Út liền nha. Hiểu á. Có biết phát âm đâu trời. Dạ. Ba cái giống nhau, mở cái được rồi. Cái thôi. Cái kia nữa kìa. Chỉ ngồi chỉ nhìn rồi cậu. Mở được không hả? Dạ thơm chị ấy đi. Được hả? Không, khỏi mở cái đó cho bé Vi. Chai màu đen là cho cậu, tặng cho cậu Thanh. Màu xanh đó của bác Khánh. Màu xanh kia rồi, cái chai đó của con. Màu xanh bác Khánh. Cái xanh đó của cậu. Với cậu Chính. Ở cái chai màu hồng của dì Bảy. Màu hồng kia nó kìa. Trời, của ảnh nó lấy qua đây nè mọi người, ghê không? Lấy qua chứ thì có phần là mọi người quăng. Cậu mình đó mọi người ơi. Cậu mình đó mọi người ơi. Trời ơi, lấy liền luôn à. Trời ơi. Nhanh quá em ơi. Nhanh quá em ơi. Lấy cho chóng bớt. Ba cậu mở cậu. Ba mở người một cái. Một màu một kiểu luôn. Dạ. Để đây cậu Sáu. Giữ cậu Chính luôn đó. Ở này của hai cắt làm sao mà để ra màn hình. Ô cái bóp nữa kìa. Cái thằng Khánh này tuyệt tình đó chứ. Bóp mọi người một cái. Cậu màu xanh đi. Giờ con chọn cậu màu xanh. Đó, cậu Chính màu vàng. Đó rồi màu thằng đó không con Khánh á. Cậu Sáu không mới mang bóp đó. Thằng em nó lấy cái giọng thơm nó dông đi ngủ trước luôn rồi. Cảm ơn mọi người theo dõi kênh Phí Kiền Nguyễn. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.